Những cách kiểm tra trinh tiết người phụ nữ. Lạc Hồng, vết máu đỏ trên khăn trắng. Về khái niệm y khoa, màng trinh là một màng mỏng nằm trong âm đạo. Bị màng trinh rất mỏng nên khi ân ái lần đầu, màng trinh sẽ bị rách và gây chảy máu. Hiện tượng này xảy ra là do cấu trúc sinh lý độc đáo của người phụ nữ, và những người Trung Hoa cổ đã dựa trên điều này để nghĩ ra một phương pháp phổ biến nhằm kiểm tra sự trong trắng của người phụ nữ. Trong đêm động phòng, người chồng sẽ chuẩn bị một tấm vải trắng. Sau những màn ân ái giữa tân lang và tân nương, khăn vải sẽ được trải trên âm đạo của người phụ nữ. Nếu như tấm vải thấm máu, điều này chứng tỏ rằng người vợ vẫn còn trinh nguyên. Bằng không, người phụ nữ sẽ bị gán ghép bởi những tính từ tàn nhẫn như lăng loạn, chắc nết hay thậm chí là gái lầu xanh. Không chỉ vậy, sau khi người chồng biết rằng vợ mình không còn trinh tiết, anh ta có quyền trả vợ về cho nhà mẹ ruột và đòi lại sính lễ cũng như tiền mừng cưới. Vì lẽ đó, đối với phụ nữ độc thân, màng trinh quan trọng như chính tính mạng của cô vậy. Nếu không giữ được trinh tiết cho đến khi lấy chồng, cô sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống hôn nhân. Thủ cung sa, vết son đỏ đánh dấu sự trinh nguyên của người phụ nữ. Thủ cung sa được biết là vết đỏ xuất hiện trên cánh tay của người phụ nữ để chứng minh sự trong trắng của họ, và nó sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi nữ nhân đó chính thức trở thành đàn bà. Nghe có vẻ hoang đường và phi lý, nhưng thậm chí trong sách Bác Vật Chí còn ghi rằng thủ cung sa là một bí mật có nguồn gốc từ thời nhà Hán. Vị hoàng đế vì có rất nhiều cung tần mỹ nữ trong cung nên không thể kiểm soát được. Chính vì vậy, một quan đại thần đã hiến kế cho nhà vua dùng một thứ gì đó đánh dấu trên cơ thể người phụ nữ để ngăn các cô gái có hành vi ngoại tình. Để bào chế ra thủ cung sa, người ta dùng 7 cân chu sa. Đây là một loại khoáng vật của thủy ngân có trong tự nhiên, có màu đỏ, để nuôi thạch sùng trong 90 ngày. Sau đó cơ thể của thạch sùng sẽ chuyển dần sang màu đỏ máu. Sau 90 ngày, người ta sẽ xay nhỏ chúng để cho ra một hỗn hợp chất lỏng màu đỏ sẫm đặc sệt. Dùng thứ nước này chấm vào cơ thể các cô gái trinh trắng sẽ tạo ra một vết son đỏ tươi và sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi cô gái ấy chung chăn gối với nam nhi. Liệu thủ cung sa có thật sự kỳ diệu đến thế không? Có rất ít các kiểm nghiệm về sự hữu hiệu của thủ cung sa. Trên thực tế, không có bất cứ ghi chép nào xác minh cho điều này. Hầu như chỉ toàn là tưởng tượng của người dân Trung Hoa mà thôi. Thử máu, máu ngưng tụ như hòn ngọc, chứng tỏ phụ nữ còn trinh nguyên. Trong thời Trung Hoa cổ, họ còn sử dụng thử máu như một phương pháp để giám định trinh tiết phụ nữ. Học sĩ thời nhà Thanh là Thái Hành Tử đã từng ghi lại trong cuốn Trùng Minh Man Lục về sự việc này. Theo cuốn sách trên, người con gái lúc đầu bị nghi oan là tư thông với hàng xóm. Gia đình nhà trai vì muốn kiểm tra trinh tiết con dâu nên đã chuốc rượu say, sau đó trích máu tay của nàng để thả vào trong nước. Kỳ lạ thay, giọt máu này không những không tan mà còn ngưng lại như hòn ngọc. Màu sắc của xương chẩm, hình dạng lông mày và cả dáng đi cũng có thể kiểm tra trinh tiết. Trong các tài liệu thời nhà Minh, Bát Đoạn Cẩm có những ghi chép còn cho rằng khám nghiệm tử thi thối rữa của người phụ nữ để chứng minh rằng họ giữ được một đời trinh tiết. Nếu xương chẩm có màu trắng thì người phụ nữ ấy vẫn còn trinh.
Còn nếu xương chẩm có màu đen sẫm thì người phụ nữ đó đã không giữ được trinh tiết của mình. Ngoài phương pháp này, dân gian còn truyền bá rất nhiều phương pháp. Nếu lông mày có hình móc câu và dài, cô gái vẫn còn trinh. Nếu lông mày dựng lên và dài, người phụ nữ ấy không còn trinh. Nhìn vào dáng đi, nếu hai chân khép lại khi đi thì chứng tỏ người phụ nữ còn trinh. Ngược lại, nếu hai chân có khoảng cách, đích thị người phụ nữ đã tư thông trước hôn nhân. Bà đỡ nghiệm thân. Thời xưa, bà đỡ ngoài chức năng giúp những người phụ nữ lâm bồn vượt cạn thành công, còn kiêm luôn chức vụ nghiệm thân, tức là kiểm tra sự trong trắng của một nữ nhân nào đó nếu được yêu cầu. Tất nhiên bà đỡ là người gần gũi và thường xuyên tiếp xúc với cơ thể, cũng như là hiểu rõ những nơi nhạy cảm trên người phụ nữ nhất. Vì vậy, việc bà có thể biết được cô gái nào còn trinh tiết hay không thông qua quá trình xem xét, kiểm tra cũng là điều dễ hiểu. Ngoài ra, đôi khi việc nghiệm thân này còn được giao cho bà mối. Cuốn Kiếm Sinh Văn từng ghi lại, trong lịch sử Trung Quốc, người đầu tiên tiến hành công việc nghiệm thân, tức là kiểm tra thân thể này, chính là tác giả của Tạp Dư Bí Tân. Trong sách có miêu tả lại sự việc hoàng hậu của Hán hoàng đế là Lương Oánh từng phải kiểm tra thân thể trước khi được tấn phong, để có thể đảm bảo rằng sau này nàng có mang thì bào thai đó chắc chắn phải là long trùng của hoàng đế. Xem tướng mạo. Việc xem tướng mạo từ xưa đến nay vốn thịnh hành như một phương pháp tiên đoán tương lai hay phần số của một người thông qua vẻ bề ngoài. Và nguồn gốc của xem tướng thì không đâu khác chính là từ Trung Hoa xưa. Tuy nhiên thời xưa, việc xem tướng không chỉ bao gồm chức năng tiên tri, đoán vận mệnh như trên, mà còn dùng để kiểm tra sự trinh bạch của người phụ nữ thông qua ngũ quan tướng mạo. Đặc biệt, phần đuôi mắt của một nữ nhân chính là thứ phản ánh rõ nét nhất việc cô ấy có còn trinh nguyên hay không. Những người tinh thông về tướng mạo thời xưa cho rằng nếu một cô gái còn trinh thì đuôi mắt cô ta sẽ có màu hồng hoặc hơi đỏ. Tất nhiên đây là màu tự nhiên chứ không hề qua các lớp trang điểm. Và ngược lại, nữ nhân nào đã trao thân cho đàn ông thì đuôi mắt sẽ có màu đen. Việc tướng mạo phần nào phản ánh sự trong trắng của một người phụ nữ, thậm chí còn ghi lại trong nhiều tài liệu cổ. Chẳng hạn như trong Cổ Kim Đồ Thư Tập Hành cho rằng tinh thần thẳng thắn nhưng không quyến rũ, biết cười giấu răng, vai nhô cao như rùa, đích thị là xử nữ. Ngược lại cử chỉ không ngay thẳng, phong thái quyến rũ, ắt là kẻ phong trần. Hoặc trong một nguồn sử liệu khác thì nói, đàn bà con gái mà đứng nghiêng người dựa cửa, thấy người đến thì đảo mắt xoa má, cũng cắn ngón tay, vô cớ chỉnh quần áo, lúc ngồi hay rung đùi, ắt hẳn là đã từng tư thông. Phún Đế Phong. Phún Đế Phong được hiểu nôm na là gió hắt hơi. Theo đó người ta sẽ giám định việc một nữ nhân còn trinh nguyên hay không phụ thuộc vào luồng gió toát ra từ nơi nhạy cảm khi cô gái ấy hắt hơi. Đây có lẽ là phương pháp kiểm tra sự trinh tiết kỳ quặc nhất của đất nước Trung Hoa xưa. Khi dùng phương pháp này, cô gái cần kiểm tra sẽ phải đứng trước một chậu than và không được mặc nội y. Sau đó sẽ có người đốt giấy hoặc thổi khói lên mũi, dùng hạt tiêu hay bất cứ thứ gì có thể gây hắt hơi. Và trong lúc hắt hơi, phần nhạy cảm của cô gái đó sẽ thổi ra một luồng gió. Nếu luồng gió đó mạnh, làm chậu than đỏ ửng lên, cho bụi bay lên cao, thì cô ấy đã bị coi là không còn trong trắng. Ngược lại, nếu luồng gió yếu ớt, không làm cho than có phản ứng gì mạnh, thì cô ấy sẽ được khẳng định là còn trinh bạch.
Nhận biết gái còn trinh thông qua cử chỉ hành động kích thích. Đối với cô gái còn trinh thì việc tiếp xúc khiến nàng e ngại ấp úng, lo sợ rụt rè về sự giao tiếp lẫn hành động mơn trớn vuốt ve và động chạm. Còn nói về chuyện phim có hình ảnh nhạy cảm, cũng ngại ngùng, có sự lúng túng né tránh, nhưng họ vẫn có sự tò mò. Ngược lại, với gái còn trinh thì gái mất trinh rất mạnh bạo trong lời nói, thích thú với những hành vi mơn trớn sợ mó đụng chạm. Thêm vào đó, những cô gái sẽ đầy chủ động hơn trong mọi tình huống. Về những phim ảnh có hình ảnh nhạy cảm thì họ sẵn sàng nói những chi tiết nhỏ bé nhất về những cuộc ân ái. Nhận biết gái trinh và gái mất trinh qua hình dáng đi. Mọi người thường lan truyền nhau rằng cách nhận biết gái còn trinh và gái mất trinh thông qua hình dáng đi. Với gái còn trinh thì họ đi uyển chuyển, hai chân khép kín, bước chân thẳng nhau theo một đường thẳng đứng. Còn gái mất trinh thì đi khuỳnh hơn, chân không khép kín, dáng đi lạch bạch soạng chân. Nhưng tuy nhiên, theo chúng tôi được biết thì thông tin này chỉ để tham khảo, chỉ chính xác một phần, không thể chính xác tới 100%. Lý do vì cơ thể mỗi người con gái sinh ra có cơ địa khác nhau, cũng như bước chân, dáng đi cũng vậy. Có những phụ nữ sinh một hai con, họ vẫn có những dáng đi rất đẹp, hoặc đôi lúc do luyện tập dáng đi cũng khó có thể nhận biết gái còn trinh hay không. Nhận biết gái còn trinh hay mất trinh qua khuôn mặt. Đối với gái còn trinh, khi nói chuyện đến tình cảm, họ sẽ e thẹn mặt đỏ, hoặc động chạm vào vùng kín, vùng nhạy cảm, họ sẽ không thích và có thể có phản ứng. Còn gái mất trinh, họ sẽ thích thú cười đùa và thể hiện hết cảm xúc ham muốn, bạo dạn thể hiện trên khuôn mặt. Nhận biết gái còn trinh qua mái tóc. Thông thường đối với gái còn trinh thì mái tóc của họ thường thơm tự nhiên, tóc bồng bềnh, mềm mịn như được đi dưỡng hấp. Họ có thể tùy ý tạo kiểu tóc mọi lúc mọi nơi tùy thích. Kiểm tra gái còn trinh và gái mất trinh qua núi đôi vòng một. Gái còn trinh nhận biết gái trinh bằng cách nhìn vòng một. Núi đôi của họ sẽ có kích thước bình thường, không được nổi trội nảy nở cho lắm. Và những cặp vú chưa từng quan hệ thì đống vú hay đầu ti thường có màu hồng nhạt. Đầu ti thì to bằng hạt đậu nhỏ, căng tròn sức sống và tăng sự ham muốn của nam giới. Nhận biết gái trinh thông qua sờ nắn vòng một. Vòng một của gái còn trinh khi chạm vào sẽ rắn chắc, bởi ngực họ chưa được những người nào đụng tới. Khi nhìn vòng một gái mất trinh thì thấy họ đồ sộ hơn, có thể sẽ hơn bình thường. Đầu vú thì nhăn hơn, thâm hơn và to như hạt sen. Còn khi chạm vào thì thấy mềm nhũn và nhão hơn gái còn trinh. Kiểm tra gái trinh và gái mất trinh qua màu sắc âm đạo. Gái còn trinh thì âm đạo, vùng kín, có màu hồng. Cô bé thì xinh xắn, môi lớn môi bé ngay ngắn và cũng có màu hồng. Lỗ âm đạo thì khe khít. Gái mất trinh thì thâm đen, do va chạm nhiều lần. Môi lớn môi bé cũng nhăn hơn, vùng xung quanh âm đạo, đùi bẹn cũng có màu đen, xám và lỗ âm đạo rộng hơn, hình tròn to hơn. Nhưng các bạn cũng nên để ý nhiều cô gái mặc bó sát nhiều hay do cơ địa không tốt thì cô bé vẫn có màu sẫm, và mỗi cô bé có cơ cấu khác nhau. Bạn cũng cần chú ý về cử chỉ hành động đan xen để nhận biết. Kiểm tra gái còn trinh thông qua vòng 3, tức cặp mông. Cô gái còn trinh lúc đi lại thì vòng 3 lắc lư vừa phải, không di chuyển từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, và dáng đi luôn nhịp nhàng. Đối với cô gái mất trinh thì một đằng mông đánh một nẻo, vòng 1 vòng 3 thì rất gợi cảm, cong to và mẩy.
Kiểm tra gái Trinh thông qua nhìn màng Trinh, tay chạm trực tiếp. Bạn có thể nhìn thấy màng Trinh trực tiếp. Theo miêu tả thì màng Trinh cách cửa âm đạo từ 2 đến 3 cm. Nếu bạn muốn nhìn thì bạn hãy kích thích âm hộ, thì âm hộ sẽ mở to ra. Tiếp theo là cho bạn tình nằm ngửa, kê mông lên gối. Khi đó bạn có thể thấy màng Trinh nằm ngay cạnh đó. Tay sờ hoặc dương vật có thể cảm nhận màng Trinh. Khi bạn kích thích âm đạo, lỗ âm đạo sẽ giãn nở. Bạn có thể dùng tay hoặc dương vật cho từ từ vào âm đạo. Khi được khoảng một nửa thì sẽ có cảm giác vật gì đó càn lại, thì cô gái đó còn Trinh. Nếu bạn cố ý mạnh tay hoặc cho dương vật đi qua thì sẽ làm rách màng Trinh. Còn với cô gái mất Trinh thì tình trạng cho ngón tay vào hoặc cho dương vật xâm nhập thì rất dễ dàng trơn tuột vào bên trong. Kiểm tra con gái còn Trinh hay mất Trinh thông qua quan hệ tình dục. Chảy máu khi quan hệ. Bạn đừng vội lo lắng khi quan hệ lần đầu chảy máu, vì khi đưa âm vật vào cô bé mà cô bé chảy máu thì đó là một cô gái còn Trinh, bởi đó là máu Trinh khi bạn vừa làm rách chảy máu ra. Cách làm tình đối với con gái còn Trinh. Bởi khi lần đầu quan hệ, họ rất e ngại lúng túng. Còn đối với người mất Trinh thì họ rất mạnh bạo, tạo nhiều kiểu tư thế khác nhau trong quan hệ làm tình. Cảm giác đau khi quan hệ lần đầu. Khi dương vật xâm nhập vào làm rách màng Trinh thì người con gái có thể nhăn nhó thấy đau. Thấy đau một lúc hay nhiều còn do cơ thể người con gái đó và tư thế làm tình của bạn nam. Đôi lúc đau có thể kéo dài từ 1 đến 2 ngày mới kết thúc.